Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình Laravel được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ở những video trước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn những cái kiến trúc cơ bản ở trong Laravel, cái luồng hoạt động của Laravel như thế nào và cách để các bạn có thể cài đặt biến môi trường và cách sử dụng biến môi trường ở trong Laravel. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu một khái niệm căn bản đầu tiên trong Laravel. Đó là khái niệm về router. Như các bạn biết, tất cả các request trong ứng dụng của Laravel, khi người dùng request lên trên server thì tất cả những cái request đó nó đều đi qua router, và từ router nó sẽ điều hướng đến controller nào là do chúng ta quy định. Đó, thì ở trong Laravel nó có hỗ trợ cho chúng ta cách tạo router và những cái router căn bản, thì các bạn có thể xem ở đây. Thì đây là toàn bộ những cái router mà Laravel nó hỗ trợ chúng ta. Thì các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy nó giống như là những cái method của HTTP. Đó, những cái request như các bạn học về form ở trong PHP rồi thì các bạn sẽ biết là chúng ta thường gặp những cái method để chuyển dữ liệu đi, như là post, get. Đó, thì ở trong Laravel các bạn bắt gặp thêm một vài cái method khác như là patch, delete, option. Đó, và ngoài ra thì Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta một vài cái loại router khác để nó phục vụ cho những công việc, những mục đích trong dự án, đó là group và resource. Đó, thì ở video này đối với phần router thì tôi sẽ chia nhỏ ra thành nhiều video khác nhau, để qua mỗi video đó tôi sẽ giới thiệu từng cái loại router ở trong Laravel và vì sao chúng ta lại dùng router đó và cái ứng dụng của nó trong quá trình xây dựng dự án như thế nào, thì tôi sẽ làm rõ điều đó. Bài hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái router đầu tiên, chính là router get. Ok, bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái project của mình. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái project của chúng ta ở buổi trước, và chúng ta sẽ start server lên. Tôi sẽ bật thêm một tab nữa. Đó. Và lúc này tôi sẽ quay trở lại trang của chúng ta là localhost 8000. Các bạn thấy buổi trước chúng ta đang thay đổi cái router view là test. Ok, tôi sẽ vẫn giữ nguyên cái thay đổi này. Thì cái router đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là router get. Đây không phải là một phương thức xa lạ gì đối với những bạn, đặc biệt là những bạn đã học về PHP rồi. Thì get nó là một loại router ở trong Laravel, và router này chính là tất cả những cái request của người dùng ở trên URL. Đó, thì các bạn cũng biết là đối với những router là get thì chúng ta có thể chạy trực tiếp ở trên thanh địa chỉ của trình duyệt này. Thì ở đây các bạn thấy đây là một router về get. Thì để định nghĩa một router get, tôi sẽ demo thêm cho các bạn một cái router khác. Ví dụ ở đây, tôi sẽ bỏ cái này đi. Tôi sẽ định nghĩa một cái router là get với cái name là test. Đó, sau đó tôi tạo ra một cái callback function ở đây. Đó, sau đó tôi sẽ return ở đây là test router get. Đó, thì như tôi vừa nói, đối với những router là get thì chúng ta có thể thao tác được nó và gọi đến nó thông qua thanh địa chỉ của trình duyệt như thế này. Đó, thì các bạn thấy chúng ta đã truy cập được vào router là get như thế này. Đó, ngoài ra nếu các bạn gõ một cái router mà không có trong phần định nghĩa của chúng ta, ví dụ chúng gõ là product, thì lập tức Laravel nó sẽ báo là not found như thế này. Đó, thì router này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là khi người dùng chuyển trang, giống như ở trong Laravel hay bất kỳ các trang khác, khi người dùng click vào một menu bất kỳ đây, thì nó sẽ chuyển hướng, điều hướng người dùng đi sang cái trang đích mà người dùng đang muốn click vào. Đó, thì ở trên đối với router get nó sẽ phục vụ và nó giúp cho chúng ta làm được những việc đó. Khi người dùng điều chỉnh router, điều chỉnh cái trang và click vào một trang bất kỳ, thì nó chính là
chúng ta đang sử dụng cái router get. Ví dụ tôi để đây là user chẳng hạn, thì tôi muốn tạo ra một cái router user, thì lúc này tôi chỉ cần định nghĩa như thế này. Tôi sẽ định nghĩa ra một cái router là user, à sorry, là get, với tên là user như thế này. Sau đó tôi sẽ định nghĩa này là function, và tôi sẽ trả về một cái nội dung là user screen, màn hình user. Đó, tôi chạy nó lên. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ truy cập được vào màn hình user như thế này. Đang có lỗi gì đây? Quay trở lại đây, thì ở đây chúng ta thiếu chấm phẩy. Đó, đó thì tôi truy cập vào. Bây giờ tôi muốn có một cái router là product, router get là product, là product, thì tôi sẽ gọi đến function router product như thế này, và tôi sẽ có return là product screen. Đó, thì trong thực tế chúng ta sẽ có rất nhiều các router khác nhau như thế này. Đó, thì đây là chúng ta truy cập trực tiếp bằng cách gõ trực tiếp trên URL. Vậy thì chúng ta muốn sử dụng router get và truy cập trong thông qua các link liên kết, các thẻ liên kết của trang, thì chúng ta làm như thế nào? Tôi giả sử chúng ta sẽ quay trở lại cái trang này và chúng ta load cái trang test lên như ban đầu. Đây, chúng ta sẽ có router ban đầu của chúng ta và chúng ta load pin là test chẳng hạn như vậy. Sẽ là view và test. Chúng ta biết một cái view là test nó nằm ở trong resource này. Đây, thì chúng ta sẽ load trang test này lên. Đó, và với backslash như thế này thì default sẽ load trang test. Và tôi sẽ demo cho các bạn cách chúng ta sử dụng những cái thẻ liên kết để sử dụng cho router là red. Ví dụ tôi để là user, user mình, user. Đó, tiếp theo tôi có thêm một cái router nữa, address, và tôi có một cái router là product. Đó, đúng với những gì mà chúng ta cần, và tôi có thêm một cái ví dụ như là new. Một cái ví dụ như là service. Đây, thì tôi chạy cái này lên, tôi chạy trang này lên, thì tôi có được bốn cái menu như này. Bây giờ tôi muốn click vào user thì tôi sẽ trỏ đến trang user, thì chúng ta sẽ chuẩn bị các router là user, sau đó là chúng ta sẽ chuẩn bị các router là product, new. Nếu đây sẽ là new trang new screen, và cuối cùng là service screen, service, đây sẽ là service, service screen. Đó, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái router mà chúng ta đã định nghĩa thông qua các thẻ liên kết này, thông qua các link menu ở ngoài trang web? Giống như các bạn click vào một trang tin tức thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái trang tin tức đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự đối với router get này. Thì tôi chỉ cần chuyển vào đây là đối với user, tôi sẽ có router user như thế này. Đó, tôi sẽ có product đúng với tên router mà chúng ta đang có, và chúng ta có dấu backslash phía trước. Đó, đây sẽ là new. Chúng ta sẽ có service, và chúng ta chạy nó lên. Đó. Đó, chúng ta đã truy cập vào user screen, back lại product screen, new screen, và cuối cùng là service screen. Đó, ok, thì qua đây các bạn đã nắm được cái cách
để định nghĩa một cái router mang phương thức là get đó. Và các bạn biết là cái đối với router mang phương thức là get thì cách hoạt động của nó như thế nào, là nó có thể chạy được khi người dùng truy cập trực tiếp vào trang, hoặc là người dùng truy cập thông qua thẻ liên kết, hay nói cách khác là đối với những router là get thì chúng ta cái URL của nó sẽ xuất hiện ở trên thanh địa chỉ như thế này khi chúng ta chạy user đó, product đó. Thì tất cả những cái này nó gọi là cái router get đó. Cách định nghĩa của nó rất đơn giản, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ định nghĩa thông qua router, và cái class router này là một cái class core của Laravel, và phương thức get này là một dạng phương thức static chúng ta truy cập thông qua cái cú pháp của PHP, đó là tên class 4 chấm tên phương thức, và phương thức này có hai tham số truyền vào là tên router và một cái function callback đó. Thì ở video này các bạn hãy thực hành lại ở trên máy của mình và thử làm lại cái demo mà tôi vừa làm cho các bạn để hiểu hơn về phương thức router get trong Laravel đó. Tôi xin kết thúc video này ở đây, chúc các bạn học tốt.